giờ là trễ giờ học mà giờ sao giờ trời. Giờ này mà chưa ăn uống thì sao chưa kịp vô giờ vô trường đây. Ôi, cái bánh sao? Ông nội, chào anh lại. Chào anh lại. Trời ơi trời. Giờ này mà còn xẹt bánh xe nữa trời. Chả bánh lại ông nội đi. Chả bánh đi. Ê, bà nội với mày. Ê, cái thằng âm bên kia đâu mà có. Tao ra giật bánh có tao vậy hả? Trời ơi, chủ yếu làm quen em thôi em ơi. Quen ông nội mày chứ quen mà tin rằng nó có hiểm không? Trời ơi, gái lứa thì mỹ đứng na tiếng ơi. Thì mỹ vậy nó thứ mắt là sự. Ôi ơi, thứ vô cô hồn các bạn. Đấy, kìa tụi ta đang ăn học chảy giờ đi học của tao không? Trời ơi, học hết gì nè, nó lên xe anh chở đi nè, chở đi học. Trời ông nội mày tao rảnh nó có xe à. Thứ quỷ mà chả bánh ra đây. Trời ơi, còn có miếng này lấy không? Lấy đi mày ngốn mày ăn mà nước miếng mày đưa tao hả? Trời ơi, quỷ thằng à. Thế mày tính làm gì? Tính làm gô trái cây hả? Mặc bộ đồ lố lăng. Cái chuối, cái cam, đồ, cái quỷ, cái ma, con cái nhà mày. Mày cho địa chỉ gia đình mày đi. Lại tới nhà mày tao bắn vốn ba mẹ mày xem coi. Nhiêu tuổi mày? Trời ơi em gái ơi bớt giận đi em gái ơi. Giận gì? Thứ bắt lịch sự mày đang ăn không? Thôi bây giờ nè. Anh bây giờ làm quen nè, anh tặng cho em cái này nè. À tặng cho em trời ơi à trời. Thôi bây giờ mà tặng bông tặng ơn. Mày tặng tiền để tao suy nghĩ lại mày tặng bông mà. Nè mày, mày ăn đi. Bây giờ giọng đi. Trời ơi. Cái thúi này chết luôn. Má thúi thiệt vậy. Thuốc cái nó mày hiểu vô mặt bây giờ nè, tránh đường nó ra. Trả cái bánh chuối này cho tao nha, nha. Trời ơi. Bán vốn ba mẹ mày nha. Đấy mày con có ai về con có ông Tám mấy một lộ mày đầu đường mà chở phải không? Hả? Cái khác trả bánh chuối đây. Trời ơi, nhà anh có điều kiện mà em. Giữ vậy sao? Chứ sao, ở đây ai cũng biết nhà anh giàu, giàu anh mặc đồ là biết nhà anh giàu rồi. Giữ vậy sao? Cái thứ âm binh, ha. Mình lớn tuổi là cô gái á mày. Hả? Quốc nó hiển cách bà mày bây giờ nè. Ôi, chào chuối đây. Ôi, gái gì không thì mỹ. Mày chào chuối tao không? Thôi, chào chuối đây. Bây giờ từ từ đứng sau mày giải quyết cho mày ơi. Em gái à, bánh thì cũng đã ăn rồi, em có đồ được đâu. Dạ, em chào anh. Ủa, nãy em nạt vậy lắm mà em. Đâu có đâu, tại vì em đang em học bên sân khấu kịch đó anh. Cái này là như em đang diễn kịch. Dạ. Đưa ra tập diễn đúng không? Dạ dạ dạ. Kiểu quan mang với em ha. Chứ em là em hiền muốn chết luôn, cũng không giữ đâu anh. Hiền giữ gì sao? Dạ. Em gái tên gì em gái? Dạ em tên là Thí Liễu. Tên đẹp ha. Dạ. Tướng cũng đẹp ngon ha. Nhà em gái đâu em gái? Nhà em hả? Đúng rồi. Nhà em khu 8 nè anh. Cũng gặp chỗ anh nè. Dạ. Có em học trường nào? Em học trường cao đẳng này nè. Thầy cũng xích này xíu ha. Dạ. Ủa giờ em đi học hả? Có bận gì không? Dạ thôi anh đi đi. Anh không đi đâu. Lên bận gì lên anh chở nè. Thấy xe em mới đi để xẹp bánh đúng không? Thôi em không đi đâu. Đi lên chở. Thôi anh đi, hai anh đi đi. Không tao đi cà phê với anh xíu nha. Thôi giờ trễ giờ học rồi không đi đâu. Một xíu thôi. Thôi hỏi hoài. Cho anh xin số điện thoại đi em gái à. Dạ thôi em không có số điện thoại. Dạ. Để cho anh xin số điện thoại đi. Dạ. Anh luôn đi, anh nhớ máy qua đi. Em không có số điện thoại hả em? Dạ nhớ máy qua anh đi. Để xe đạp mà xài iPhone em ha. Trời mưa tối anh ơi. Trời mưa rồi. Dạ em anh có số rồi nè. Dạ dạ dạ. Mưa rồi. Chết rồi trời mưa giờ sao giờ. Em dẫn chú mưa đi em gái. Dạ 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 dạ. Dạ 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 dạ. Chết rồi trời mưa rồi. Trời mưa. Thôi em hỏi chờ mỗi em lấy xe đi anh ơi. Lên lại chờ mưa anh ơi. Rồi, xe luôn nè. Xe luôn.